Mùa khô năm 2019-2020 dự báo xâm nhập mặn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long ở mức độ sâu và gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm. Trước tình hình hạn xâm nhập mặn và mùa khô còn dài phía trước, chính quyền và người dân trên địa bàn tỉnh Long An đã thực hiện nhiều giải pháp ứng phó. Không còn vất vả xoay sở nguồn nước ngọt để cứu vườn cây khô khốc bởi hạn mặn, tại hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Bến Lức, xã Lương Hòa, nhờ chủ động nuôi cỏ quanh gốc chanh tạo độ ẩm cho cây nên hơn 50 hectare chanh của hợp tác xã vẫn xanh tươi và đang cho trái xum xuê, trong khi các kênh rạch xung quanh khô hạn, nước mặn xâm nhập sâu vào các kênh nội đồng. Thực ra là cái để cỏ này là cũng do những cái năm trước, tức là mình đã có để trong 1 hectare thì mình thấy cái 1 hectare đó là cái hiệu quả là nó... Năm ngoái thì nó không có mặn, cơ mà để cỏ thì cái chanh vài mùa nắng nó vẫn phát huy tốt. Đấy. Thì năm nay thì phòng nông nghiệp có khuyến cáo là nước mặn sẽ về sớm. Nên là hợp tác xã chủ động không phát cỏ mà để cỏ từ tháng 10 năm 2019 tới giờ thì cái cỏ nó mới tốt. Và nó già, nó xuống đây là nó bị nhiều lớp này. Nó có nhiều lớp cỏ xuống đây rồi, và bây giờ lớp này nó lên thì nó giữ được coi như là mát cho cái gốc chanh. Do có sự chuẩn bị từ trước nên hợp tác xã đã xây dựng bờ bao xung quanh vườn để ngăn mặn, đồng thời thiết kế khoảng cách giữa các nếp chanh khá rộng, đủ để sử dụng toàn bộ máy móc trong việc phun thuốc, thu hoạch và chăm sóc cho cây chanh. Đặc biệt, hợp tác xã không phun thuốc diệt cỏ mà chỉ dùng máy cắt cỏ lớp trên giữ lại gốc, vì vậy khi nắng hạn cỏ vẫn sống bảo vệ gốc chanh. Nếu như mình diệt hết lớp cỏ đi thì cái lớp mặt nó bị chai, khi mình tưới phân tưới nước nó chảy ra ngoài. Vào những tháng mưa thì cỏ nó tốt thì mình phát đi 2-3 lần, còn vào cái mùa nắng thì mình để luôn. Mà làm cỏ một năm như vậy thì nó cũng phải, nếu mình không có công nhà mình mướn như hợp tác xã mướn thì phải hết mấy chục triệu một trên 1 hecta. Trong cái lúc hạn mặn như này thì mình mới thấy nó phát huy cái hiệu quả của nó. Thì ví dụ như là lúc trước là mình tưới 2-3 ngày nắng thì mình 3-4 ngày thì mình tưới được, nhưng bây giờ cả tuần nó dính mặn là mình không tưới được. Mà nhờ cỏ này thì nó vẫn giữ ẩm tốt nên cây chanh nó vẫn xanh. Thì được cái sự khuyến cáo cấp trên thì xã đã có kế hoạch cũng như là tuyên truyền người dân. Cái thứ nhất là về nước mặn thì hạn chế không cho nước mà mặn nó xâm nhập vào cái phần đất của mình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì hạn chế trồng những cây lúa, tại vì cây lúa thì nó là cần nước, mà nước mặn thì không được. Vấn đề thứ ba nữa thì khuyến cáo những người nông dân trồng chanh thì có lúc mà hạn quá thì người dân canh những cái lượng nước kém mà nước ngọt, có thể là người dân sẽ cho nước vô với mức độ là vừa phải để là giữ ẩm để cho cây chanh nó được tốt và phát triển. Dự báo trong thời gian tới tình trạng xâm nhập mặn sẽ ở mức độ sâu và gay gắt hơn, ảnh hưởng không nhỏ đến vùng trồng chanh của huyện Bến Lức với hơn 6.000 hecta, tập trung ở các xã Lương Hòa, Lương Bình, Bình Đức, Thạnh Hòa và Thạnh Lợi. Để giúp vườn cây chống hạn mặn, hiện nay mô hình nuôi cỏ dại giữ ẩm cho gốc chanh đang được một số nông dân tại huyện Bến Lức áp dụng vào sản xuất, mang lại hiệu quả cao.